đây mừng ngày cá ra lớn vừa được lớn qua nhà tao mới lòng nữa không có gì đây giờ kêu mấy thằng nó bỏ vừa nó bỏ được hai bữa rồi có con gì đó chú Đường thì dặn cây dừa bên đây. Dặn dao, hành đưa chú Đường dành dao với chú Dũng mà. Chú giặt lấy cái con dừa ra luôn chú Đường, không cho xài mất cưa nha. Nãy mắc leo lên ha chứ được. Rồi xiết xiết cái đây chứ được. Ok. Rồi còn chút cái máy gương gương đẩy cái hẹn cái này rồi. Cắt sườn sườn sầu đỡ chứ ha chứ được. Nó không lên á. Cái bên hầm hoài xuống chú Đường ơi. Ah!
đi luộc gì luộc hả, lấy gì kêu thôi, kéo hoài quay video lắc chết vậy đó, đóng dễ đấy. Kéo xa xa con đi, kéo lần khúc đó đi, đừng lên đây. Nghỉ luôn, bỏ kéo luôn. Quá bụi. Dạ quả dừa. Cái dừa đó. Đứng đó bà đang nói đây cái bụi bay. Dạ. Chị dây gì chút lần phần. Thank you.
rồi. Rồi kẹt rồi ba con mở về đây nha, để lấy về nó kéo luôn á chú Đường ơi. Không biết tới không đây, không tới nói gì vô điện máy gì không trước đây sẵn nó kẹt rồi, nói con dây vô kéo cái đầu cái dừa nó xuống luôn như thế này. Nãy giờ thằng sợ nhất là hình như thằng tàu dừa nó đập vô cái miếng kiến này, cái kiến cửa sổ. Đấy, không sao mà, rồi mà chưa cái thằng máy này xuống, cái máy nó lên sao lại được. Phải kêu chuyện máy nó xuống. Cái này máy cứ là phải lấy máy trên kiến. Để nó chăm rồi nhưng mà tại nghiêng quá nó ấy. Nhưng mà nó ấy cho hoài nè. Tốt cái máy. Nói gì vô kéo cho được rồi. Luôn rồi. Quá bụi. Tôi nhớ nắm cục từ giờ quá nha anh Tùng. Không sửa tay. Chứ đừng ơi. Nhắc ba cái đầu cái cái thằng vừa rớt lên bên nhà bên kia. Điện hết pin rồi. Mới pin mới hết vậy. Pin mới. Nhạc một cư rồi. Nhạc đó hơn. Xây dựng rồi. Đó. Chụp kêu à. Đứng bài đây. Tụi con kêu đó. Vậy cái chữ hài luôn. Chị con nó kêu cái gì chú?
quá trời. Nè, luôn đi. Hả? Cái đâu, cái bộ anh cho mình xe ấy nè. Xe kia dù con nó kêu đây con nhắn nhầm con muốn vừa hơi chứ vậy. Ba 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 anh em tôi chụp hình cái tôi giới thiệu lên đây mình chưa làm ăn nè. Quay nhau lên mạng nhau cho mọi người biết cái nhau. Mình có là ai đi nghe. Cái thế nè lấy xe ben đó. Dạ, hết xe ben nha mình vô nha. Đi có mỏ đá vậy đó. Rồi 2 3. Rồi. Rồi nè 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 nè. 2 chú nó chặt chủ dừa đó nha. Chủ dừa. Chủ dừa. Không tay, lấy ra đi. Không tay, không tay. Ủa, cái gì vậy? Con gì vậy? Con hổ chết cái tao. Chạy tiêu rồi. Con gốc là gì mà? Chạy. Đội cục đất lên luôn chạy. Đội đầu cục mất. Con ngớ đầu mà. Bầu. Cái con này ta luộc nguyên con mang. Con này không thấy cái đầu chùi đâu. Cái miệng nó khó cạy ra lắm. Nó cắn không? Cái miệng nè, mà ta không hốc cái miệng làm sao hốc miệng được. Để có miệng cố gắng nè. Ủa nó có cái miệng hả? Dạ có nè. Sao không có, con nào không có. Đủ miệng cho nên. Tập luôn à? Dạ chết. Cứ ngồi ở trong cái này anh chết à? Nãy giờ bắt nó ra đâu có làm gì đó đâu. Đó nó bò đó. Con này nó kêu sùm đi. Ê nó không? Quên, quán, nó kêu kiểu đó là nó à? Dạ. Quên. Nó bận á. Cái bà này còn vô đi kìa. Nó kêu hoài. Cái gì vậy? Nó con gì? Nãy giờ mấy trái rồi đó. Ê, cái con đó bỏ vô rượu ha. Dạ. Đứt chân là đắt vô hết liền. Dạ. Con gì? Con chuột à? Chuột con. Nó nhiều nhiều quá, nhiều nhiều quá. Đất
đó còn thấy là xé mà mình để cái chậu bông lên. Rồi đâu phải cho anh em phụ lắm đó mà lên cái gì đó. Đó, cái này cũng tôi xong 3 cây dừa, giờ còn cây sầu riêng nữa hay gì bây giờ. Đúng, khá là tiếc thì thôi. Nhưng mà tại cây sầu riêng này đang đậu với giấc tường này, cái chưa luôn. Cây sầu riêng thì đang cho bông đó. Bông quá bông. Thằng đang lấy cái cây tre, ghét ngang cái đường nước này. Đang ngồi nhánh quẹt gãy đường nước. Sầu riêng thì đang mang bông đó trời. Giờ cũng 5 giờ, ở 4 giờ 52 phút rồi bên này. Cái đường lo mấy đầu dừa của mấy cái dừa kia lo đằng đầy đường nước đây. Đường nước này nè, dài dài đằng đó. Cái nước cái tường cứ ngàn miếng à. Nó đội nó lấn lên nước luôn đó. Nó có là đó. Bên này có thấy nè. Chứ giờ cũng tiếc trái vô không đồng tiếc quá mà nó nè. Bên đây này cái từ miếng này nè. Mới có là. Trời ơi bên này. Ghê chứ. Ồ có hai đùm trái nè quý vị. Nè. Gà trái luôn rồi nè quý vị, đùm 4 trái, đùm 16 trái, 16 trái bành kỳ đó. Bây giờ cái tên nó xéo xéo vô cái góc cụ rồi, cho nó ngã cái đầu cái tên nó qua nặng ký rồi. Đưa nó rồi, đúng rồi đó, cho nó ngã đầu qua. Mẹ đi vậy không hả? Dạ. Xuyên hộp cái tứ đang có cây me nè, mới sung á cái cành bao tứ nó trộn ra đây nó dạ, dạ hèn gì bên đây nó bị lép tàn luôn. Dạ các bà tên tên đó mình tháo ra mình rút xuống được không nè? Rút cái tên được không bạn? Trời không? Cái tên này không mở ra được không mèo? Khỏi, khỏi, được, được. Nè, được. Được mà. Nè, được, không, được. Thôi, có mắt đúng rồi. Cái lòng cột cây dây đó nè. Trời ơi đi ra tới đây quên châm xăng. Mình cho dòng họ nó mẹ còn nói nữa rồi. Mấy xăng rồi. Xào thịt ăn chứ được. Dạ. Đẻ bông xào thịt ăn.
hai năm nó trái quá trời trái một cái một bút kẹt dây rồi. Tại mình không có xịt nên trái nó không có lớn quá. Mình xịt phầy gì này kia trái nó như vậy. Xịt cơm nữa. Rồi giờ mình đưa cái dao, Rồi. 10 trái đó chú Đường ơi. 10 trái đó. Coi chứng nhẹ nhẹ chú Đường rụng hết trơn luôn á. Ừ. Chỉ cầm máy có cục pin rồi con coi chú. Máy xanh xanh nó kiểu cầm máy xanh rồi con. Hai mấy trái đó gàm con chú được. Mấy cái chùm sầu riêng không có đậu rồi. Trái tròn ẩm vậy đó. Trái tròn gió luôn cả. Ừ, trái tròn ẩm mà không làm. Trái tròn quay luôn kìa. Trái tròn ẩm mà không, có, mà không xịt thuốc mà trái tròn ẩm mà bà ơi không có mà trái đẹp hết chứ không. Ơi tròn gió rồi thầy. Trái đều quá đều. Quá đẹp không. Rồi đi đi, cây trái đi. Ủa không lấy nét. Đây. Đã. Đi rồi. Nhắc cây luôn, Dạ rồi. Nhắc cây cho nó khỏi chín cây luôn à. Nên nó chở tinh điên bán đây. Trái tròn do tròn ẩm mà quý vị. Không có xịt thuốc không gì hết. Đi không? Lần sau kêu họ khác cư cũng được nữa. Dạ, ba cái đồng cột treo nguyên cái độc xuống luôn đây nè. Ba cái đồng quấn dây cánh này. Để chú Đường điều khiển cái thằng độc này. Nó lọc xuống cái kẻ nhà, dắt nhà để lấy nhà ra. Thấy xem đồ luôn, đồ chắc anh. Đồ chắc anh cho lẹ. Kéo ra cái chú đụng. Chém đọt luôn chú đụng. Đừng lôi hư cái mai chứ đừng. Xuống luôn đi bay. Đừng có lo nha. Đạp dây kêu xuống luôn sao xuống được chứ đâu. Yeah.
rồi. Đúng rồi, quý gia. Trong rồi, cái sùi nguyên quá trời bông. Bông người tái nữa. Để rồi luôn. Nguyên luôn chắc luôn hả? Rồi, quá. Về chú đường tiếp tục. Trời ơi. Đó làm ngựa được chứ đường. Rồi, ba củ hèn cũng cưa xong 3 cây dừa và một cây xà nhỏ và một cây sầu riêng. Video này cũng khá dài, hèn cũng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn quý vị lại những clip gần đây nhất. Xin chào và tạm biệt.